Và đây chính là cái chiêu mà chúng ta sẽ cắt nền đen một cách tuyệt vời nhất. Thưa quý vị, chúng ta nếu như chúng ta không muốn làm cái chiêu mì ăn liền, các bạn có thể dùng những thủ thuật để cắt nền, cắt hoàn toàn cái nền đen, bỏ thay một cái nền ngoại cảnh vào. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng cái chiêu là channel của Photoshop. Bạn hãy bật cái kênh lên. Chúng ta mở channel thì chúng ta thấy rằng cái hình này kết cấu nó từ ba kênh là R, G và B. Thì trong ba kênh này chúng ta thấy chỉ có mỗi cái kênh grid là nó hợp lý nhất, là nó sự tương phản rõ nét giữa trắng và đen. Thì chúng ta copy kênh grid này thành một cái channel mới, chúng ta đặt tên là mặt nạ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn Ctrl L để chúng ta tăng cái độ sáng tối của hình lên, cho cái sự tương phản của cái kênh mặt nạ nó rõ nét hơn. Cách ta tăng cái phần trắng về xuống đây. Rồi bạn kéo phần này xuống cho nó thấy rõ nét hơn, bạn tăng phần đen vô một chút. Như vậy chúng ta thấy sự tương phản nó rõ nét hơn ban đầu, rõ nét hơn một tí. Sau đó ta dùng công cụ là Borderline Lasso, chúng ta sẽ vẽ sát mép cái hình này. Chúng ta vẽ sát mép như thế này thôi các bạn. Rồi, chúng ta không cần vẽ chính xác đâu, các bạn chỉ cần vẽ như thế này thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ giữ Internet, chúng ta lít bỏ phần mà vùng ảnh bên trong giữa cánh tay và cái áo của nhân vật. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm chữ D để màu chuyển đen và trắng, để chuyển màu trắng là bên dưới sẽ nhấn phím Delete, đang tô trắng hoàn toàn. Mục đích chúng ta là chúng ta muốn rằng nhân vật sẽ màu trắng còn cái nền màu đen, bởi vì đối với channel thì màu trắng sau khi đã có trên channel thì khi qua mặt nạ nó sẽ thành cái vùng tròn và chúng ta sẽ giữ lại, còn cái màu đen coi như nền thì được mất đi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra sự tương phản giữa hình và nền bằng cách ta chọn vào công cụ là Dot, ta cho đây là highlight 50% và chúng ta sẽ tương phản, tăng cường độ tương phản trên các pixel mà màu xám hoặc màu trắng trên cái hình đang có. Chúng ta vẽ như thế này quý vị. Rồi, nó sẽ trắng hoàn toàn. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua bên đây, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Rồi, chúng ta tăng như thế này đây. Bước này xong, các bạn sẽ dùng tiếp tục bước thứ hai là chúng ta đảo màu trắng lên trên. Chúng ta dùng cái cọt Crush, bạn cho đây là độ nhòe nó là khoảng 50% thôi. Rồi bây giờ bạn chọn cái mode của nó là overlay và opacity cho khoảng 50. Thì mục đích của cái việc overlay là như tô cho nó vùng màu xám mà thôi. Chúng ta tô đây nó sẽ thành trắng. Rồi bạn xem nó sẽ trắng hoàn toàn. Rồi, nếu bên ngoài nó chưa đen thì bạn đảo là chỉ ít cho màu đen trên bằng tô thì nó sẽ đen bên ngoài. Đen bên ngoài cho chúng ta. Và bạn sẽ cho ít màu trắng lên trên bằng tô là những vùng mà chưa nó trắng. Đối với những vùng này thì chúng ta chuyển qua chế độ nó normal và bạn chấm ở đây. Rồi, chúng ta bấm qua chế độ là overlay, thằng chuyển đen, vẽ đây. Rồi sau khi tới đây rồi, chúng ta muốn đảm bảo rằng cái nền bên ngoài tuyệt đối là đen thì bấm Ctrl Y, ta đảo ngược, ta thấy vẫn còn chưa hoàn toàn đen đâu quý vị. Chúng ta sẽ dùng công cụ là Dot Highlight, chúng ta sẽ tô ngoài này thì bạn sẽ thấy rằng nó sẽ trắng hoàn toàn. Để hồi khi chúng ta lấy ngược trở lại thì nó sẽ là đen tuyền 100%, còn nó còn xám xám lận cận là chưa được. Bạn hãy xem đây, chúng ta sẽ vẽ hết toàn bộ. Rồi bây giờ bấm trên Y ngược lại thì chúng ta thấy rằng cái vùng chúng ta là trắng và đen rất rõ nét. Chúng ta sẽ trở về channel, chúng ta chọn qua cái kênh ban đầu là RGB và chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta click vào cái kênh mặt nạ nó ra vùng chọn cho chúng ta. Sau đó bạn hãy vào trong layer, nhấn đúp chuột vào background cho nó thành layer 0 và bạn nhấn vào biểu tượng tạo mặt nạ thì toàn bộ cái nền sẽ biến mất. Thưa quý vị, nó sẽ biến mất. Và
Chúng ta sẽ đưa cái nền mới vào bên dưới hình này là coi như là hoàn toàn xong. Như vậy chúng ta đã vừa ghép xong cái hình, một cái nền mới cho cái hình chúng ta. Và bây giờ bạn nhìn thấy rằng nếu trường hợp mà cái hình chúng ta nó còn một xíu bóng ma chỗ này, nó còn tí bóng ma ở đây, bạn coi nó còn một tí bóng ma, thì chúng ta sẽ xử lý bóng ma như sau. Chúng ta trở về lại, bỏ cái này đi, ta bỏ cái kênh này, ta delete, coi như chưa có bao giờ. Chúng ta trở qua bên phần mặt nạ thưa quý vị, và chúng ta sẽ cho nó ăn vô khoảng một pixel nữa. Bấm là chúng ta sẽ bấm Ctrl Y nghịch đảo, rồi chúng ta sẽ vào trong hiệu ứng là filter order maximum, chúng ta ăn cho một pixel. Rồi chúng ta lại trở vào đây, giữ Ctrl click đây. Nếu như chúng ta cho một mặt nạ ngược như thế này thì vào bên đây, nếu như giả sử bạn chọn đây bạn tạo mặt nạ thì coi nó mất trên đây, nó còn giữ bên ngoài. Chúng ta không muốn như vậy, chúng ta hãy nhấn phím Alt+Net và click vào cái tượng tạo mặt nạ. Nó khác như hồi nãy là nếu như chúng ta tạo nhân vật có vùng chọn trên chủ đề, ta nhấn như đây thì coi như chủ đề giữ lại và nền mất. Nhưng bây giờ có nền, nếu ta nhấn bình thường thì nền giữ lại, chủ đề mất. Ta lấy ngược lại thì ta giữ Alt+Net, ta click vào mặt nạ thì nó tạo mặt nạ ngược cho chúng ta. Thì bạn hãy xem đây, nó sẽ mất đi. Và nếu như bạn muốn cho cái này nó mềm, cái đường biên nó mềm đi, nó còn hơi bén nét đây thưa các bạn, nó đã mất đi một pixel còn bén, thì chúng ta chọn qua bên filter, chọn qua bên mặt nạ này, chúng ta dùng filter là Clear Raw Sand Clear, chúng ta cho khoảng cỡ 0.5 pixel thôi. Bạn sẽ thấy nó sẽ mềm hơn tí xíu, và cái hình chúng ta coi như được cắt hoàn hảo và thay cái phông mới, thay phông đen thành một phông mới, tóc vẫn còn nguyên các lọn đây thưa quý vị, rất là ấn tượng. Đó chính là cái chiêu để cắt phông đen cho hình kỹ thuật số mà các bạn rất cần thiết trong việc là chỉnh hình trong dịch vụ chúng ta. Và vấn đề tiếp theo, sẵn đây tôi hướng dẫn quý vị luôn là cái cột này giả sử như nó hơi bị xéo, chúng ta muốn cho thẳng là để chọn đây, ta nhấn cần trên T, và các bạn có thể chỉnh như thế này, chúng ta cho nó đầy lại chỗ này, chúng ta bấm cần trên T thưa quý vị, cần trên T, và chúng ta bấm distort, chúng ta sẽ kéo chỗ này nè cho nó thẳng lên, ta kéo chỗ này qua một tí xíu, bạn cho thấy cái cột nó sẽ thẳng lại như thế này đây, hình rất là ấn tượng đấy thưa quý vị đó. Rồi như vậy thì nó sẽ hay hơn là để nó xuyên xuyên giống như hồi nãy. Đó chính là một vài thủ thuật để giúp cho chúng ta xử lý tốt hơn trên cái mùa cưới sắp tới của chúng ta. Rồi, chúc các bạn là may mắn và thành công trong cái việc làm ảnh dịch vụ của mình.